quý vị theo dõi những thông tin thời tiết đô thị sáng ngày 12 tháng 12 của kênh VTC14. Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, các tỉnh miền Bắc trời rét. Các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của lưới áp cao lạnh lục địa tăng cường lệch đông. Từ ngày 13 thì áp cao lạnh lục địa sẽ suy yếu và di chuyển dần ra phía đông. Riêng khu vực Bắc Bộ từ ngày 10 đến ngày 12 còn chịu ảnh hưởng kết hợp của dòng xiết gió Tây trên cao hoạt động yếu. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên với hoạt động của trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình. Riêng thời kỳ từ ngày 12 đến ngày 14, khu vực Trung và Nam Trung Bộ còn chịu ảnh hưởng kết hợp của đới gió đông trên cao hoạt động yếu. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, ngày hôm nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc và một phần của các tỉnh miền Trung. Do nằm sâu trong ảnh hưởng của không khí lạnh, nên thủ đô Hà Nội trời nhiều mây và lạnh hơn khi chiều về. Nhiệt độ trong ngày hôm nay chỉ phổ biến ở mức từ 20 đến 26 độ, với độ ẩm từ 70 đến 75%. Xu hướng trong 1 đến 2 ngày tới, thời tiết chỉ giảm nhiệt đôi chút, cảm giác ấm vào giữa trưa khi nhiệt độ duy trì mức từ 25 đến 26 độ. Mặc dù 2 tuần nữa mới đến Giáng sinh, nhưng một vài ngày nay không khí Noel đã xuất hiện ở thủ đô Hà Nội. Tranh thủ những ngày truyền ấm đôi chút, người dân thủ đô mà đặc biệt là các em nhỏ đang háo hức với chủ điểm mùa đông. Dạo qua các con phố trung tâm thủ đô sẽ thấy nhiều món đồ mang tính biểu trưng cho dịp Giáng sinh đã ngập tràn, màu sắc tươi sáng khiến cho thời tiết dường như chuyển ấm hơn. Đối với khu vực các tỉnh ven biển phía Đông Bắc mà trong đó có thành phố Cảng Hải Phòng, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh di chuyển sang phía Đông, do vậy mây và ẩm vẫn liên tục từ biển thổi vào đất liền. Điều này khiến cho thời tiết tại đây liên tục ẩm ướt, với độ ẩm duy trì mức cao trên 80%. Cùng với thời tiết ẩm là trạng thái trời nhiều mây, có mưa phùn và nhiệt độ trong ngày tại khu vực dao động ở mức từ 19 đến 26 độ sẽ khiến cho người dân thành phố bị ảnh hưởng đôi chút. Từ nay đến gần cuối tuần, do khối không khí lạnh liên tục bổ sung nên cảm giác rét lạnh sẽ rõ hơn. Trời nhiều mây và còn nắng nhẹ vào buổi trưa, cảm giác rét duy trì gần như suốt cả ngày. Đối với khu vực thành phố Đà Nẵng, mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của không khí lạnh ở phía Bắc, nhưng xu hướng thời tiết trong ngày hôm nay và 1 đến 2 ngày tới do chịu ảnh hưởng phía Tây của lưỡi áp cao cận nhiệt nên trạng thái thời tiết ở khu vực Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, trời chuyển nhiều mây hơn và có mưa rải rác. Do có mưa nên tại khu vực thành phố trời ấm hơn và nhiệt độ chỉ giảm rất nhẹ, dao động quanh mức từ 21 đến 29 độ, với độ ẩm trong không khí khoảng 60 đến 65%. Phải sang ngày mai khi mây phát triển nhiều hơn, độ ẩm tăng lên mức cao hơn thì nhiệt độ mới giảm khoảng 1 đến 2 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành khác ở phía Nam đang bước vào mùa khô nên hầu như mưa khá ít. Thời tiết phổ biến là nắng nóng với nền nhiệt ở mức cao và phổ biến từ 33 đến 34 độ. Ngày hôm nay ở thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ trong ngày dao động từ 23 đến 33 độ, độ ẩm khoảng 50%. Đồng thời khu vực thành phố đã bước vào thời kỳ chiều cường mới với đỉnh chiều mức cao nên tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp đã quay trở lại. Ngày hôm nay đỉnh chiều vào lúc 2 giờ 30 phút sáng tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đạt 1,50 m, tương đương mức báo động 3. Vào lúc 16 giờ 30 phút chiều nay ở mức 1,46 m. Sang ngày mai thì chiều sẽ còn tiếp tục lên dần. Theo dự báo trong 5 ngày tới, mực nước cao nhất ngày trên các sông và kênh rạch tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục lên nhanh theo chiều và sẽ đạt đỉnh vào những ngày cuối ở mức cao trên mức báo động 3. Các đỉnh chiều lần này sẽ xuất hiện 2 lần trong ngày, vào nửa đêm dần về sáng khoảng 3 đến 7 giờ và chiều tối khoảng từ 16 đến 19 giờ. Như vậy chiều cường sẽ ở mức cao vào lúc tan tầm và vào đêm gần sáng, nên sẽ ảnh hưởng nhiều đến giao thông đi lại và đời sống sinh hoạt của người dân thành phố, nhất là những vùng, những tuyến đường thường xuyên bị ngập bởi chiều cường. Nên bà con tại những khu vực này cần chủ động đối phó với chiều cao đợt này. Đối với khu vực các tỉnh ven biển phía Tây Nam của đồng bằng sông Cửu Long và một phần của thành phố Cần Thơ, do chịu ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên trời nhiều mây và có mưa xuất hiện. Vùng mưa tập trung ở khu vực Cà Mau, Kiên Giang. Tại thành phố Cần Thơ có mưa nhẹ ở phía Tây Nam, thời gian mưa rất ngắn nên cũng không đủ đem lại lượng ẩm để bầu không khí bớt khô hơn. Ngày hôm nay nhiệt độ duy trì ở mức từ 25 đến 33 độ với độ ẩm khoảng 60%. Trời nắng từ khá sớm và sương mù xuất hiện trước 7 giờ sáng. Nhìn chung thời tiết trong ngày thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt và vui chơi của người dân thành phố. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đô thị của kênh VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.